Kê tiếp tiếp tiếp. Wow, wow, trời ơi. Oh. Ship 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 ship. Ui trời ơi đẹp quá. Ôi tuyệt vời. Không mặt trời luôn. Wow. Ok, hello anh em. Hôm nay mình sẽ tiếp tục chơi tựa game có tên là Resident Evil 4 đó các bạn. Phần DLC Separate Way nha. Ok, bắt đầu nào. Giờ tôi sẽ cùng Leon đi tới cái hòn đảo. Bây giờ thằng Krauser đã cướp cái mẫu vật rồi. Giờ nhiệm vụ của tôi là phải đi là tịch thu lại nó nha. Chapter 6 rồi các bạn. Tức là tôi còn một chapter thôi là tôi xong nha. Ơi không biết các bạn còn nhớ cảnh này không, nhưng mà đối với phiên bản gốc á, là bà này mặc cái đầm á bạn, nhìn nó quyến rũ á. I have something to ask you, but I don't think I'll get a straight answer. Anh hỏi tôi điều gì? Raccoon City, thành phố rạc con. You know, after the incident, sau tai nạn thấy thay đổi rồi. Try to save one person, 100 others die. Cô cứu cứu một mạng người nhưng mà toàn bộ chết hết. You. Leon S. Kennedy. Leon S. Kennedy. You haven't changed. Anh chẳng thay đổi gì cả. You just think you have. Anh chỉ nghĩ là anh thay đổi thôi. Ok. So here's my question. Okay, câu của tôi là như thế này này. Have you changed? Cô có thay đổi không, Ada? Or are you just trying to use me again? Hay là cô lại lợi dụng tôi? What do you think? Thì người ta nó có công trả anh đi rồi, anh còn nói người ta vậy nữa. Don't think too hard, handsome. Đừng nghĩ nhiều quá, người này người đẹp. À, cô gắng định vậy kìa. Ê, chứng tỏ là cô ấy rất là quan tâm Leon đó các bạn. Người ta thương, người ta quan tâm. Cái mà nhận lại là một sự phũ phàng. Wow, Krauser kìa. Ôi, mẫu vật. What the hell man. Cái ông này là vật chủ ấy bạn, ông ấy tên là Salazar á. Ê, ê, tên gì? Cái gì tên gì ta? Lost gì á? Ừ. Không phải Salazar, Salazar thằng kia. Whose blood are you here for this time? Sadler, Sadler, đúng rồi, Sadler. That all depends on you. Điều đó phụ thuộc vào cô. Change of plans. Thay đổi kế hoạch rồi. Whisker xuống đây làm gì? Of course. Cô ra. Think that gun's gonna be enough? Interesting. Thú vị đấy. Ủa giờ phải đấu bằng Wesker hả? Okay. I'll do it. Tôi sẽ làm điều này. But cost you extra. Nhưng mà nó sẽ trả thêm tiền đó nha. Wise decision. Tôi chọn thông minh đấy. Tôi sẽ cử cô cộng sự mới. Nhưng mà nhớ đấy, tôi không có thích. Biết rồi, tôi không có thích chờ đúng không? Ừ. Mất kiên nhẫn dữ à. Sao anh không tự mà làm đi, kêu con gái ta làm, đàn ông gì kỳ cục à. Cười nhếch môi là có vấn đề nha các bạn. Cười nhếch môi là có vấn đề. Cái đó là cái gì vậy? Tiền chuột hả? Tiền ha? Hay là gì? Tôi có phải được đi thôi. What the fuck mới vô. Chết, nãy quên dùng dao. Dùng dao đi, hạn chế dùng súng. Đối với qua cái hòn đảo này là tụi nó trâu lắm. Ở đó nó kìa. Cô xuống, cô xuống. Rồi nó thấy tôi rồi, nó thấy tôi rồi. Khoan. Đấy, kho báu này. Ủa nhanh vậy. Vãi.
quan thì xem có gì lụm không. Tôi coi map nha. À, để coi 2-3 chỗ, biết chỗ nào luôn á, đi đường nào cho hợp lý trời. Cái vali đó nãy Wester đưa đâu má ơi. À, hai đường đúng không? Rồi rồi, ok lấy. Ok, súng đạn đúng rồi, lấy đi. Ở đâu nhỉ? Không có à, tôi cứ tưởng đâu ở đây có đường đi chứ. Tính lấy kim cương, bây giờ tôi định lấy kim cương á. À, này đường đi lên, đúng rồi, vậy là hết đường rồi. Và xuất sắc. Ui, cái gì vậy, tự mở luôn hả? Cái chỗ đeo máu vật nè. Vàng Leon chắc nó chưa tới đâu. Có ai không? Chuẩn bị súng đi. Ok, Crystal Orange, cái này chắc nhiều tiền đấy. Nè, mẫu vật nè, một mớ luôn, tha hồ mà lấy. Cái gì vậy? What the fuck? Nhiều vậy? Bắt đầu quá trời vậy cha. Ôi, mặt giáp kìa. Má mặt giáp. Trời ơi, nó mang nảy dài quá. Ok, ổn. Lấy. Rồi, lấy súng đi. Ở đâu nhỉ? Ở đây đúng không? Coi. Rồi hết rồi, đi. Let's go. Đi hành trình còn dài lắm. Rồi, ok. Ok, let's go. Rồi, đấy, được. Ơi mà nãy giờ không thấy cái chỗ bán vũ khí nâng cấp nha. Mấy cái game. Xuống đây đúng không? Ôi, tới rồi kìa. Thử trước lên. Ở đó có bom người hay sao á. Ok, thoát chết rồi. Ôi trời, Chết. Ok, có ai dưới không? À, không sao. Có chỗ bán đồ là an toàn rồi. Mỗi lần mà, nói chung là mình thấy có cái ông mà bán đồ là thấy an toàn rồi đó. Ok, yeah, phải đi qua đó đúng không? Rồi rồi. Khoan, tôi lưu cái. Lưu đây đi. Got something new for you. Something new là cái gì? Heavy granite hả? Tiền đâu mà mua trời. Ram clip, shotgun. Anything else I can help you? Từ từ từ, đây nè. Selling only, rồi rồi. Chờ chút để tôi ráp đồ xíu ơi. Có này ha, hình vẫn là hình khối. Không có cái nào dừa hết trơn á. Cái chest có gì không? Nope, không có gì hết. Ruby's all rubbish, it makes no difference. The price, well, để coi súng mình cần phải nâng cấp cái gì nha. Tôi có 56.000 đúng không? Your weapons are in good hands, mate. Khẩu này nâng lên cũng được, nhưng mà nó ảnh hưởng mấy cái kia quá. Tôi phải ưu tiên mấy cái khẩu khác. Thật quá, man. Khẩu nào ưu tiên trước vậy ta? Khẩu này đạn ít quá, không xài được.
hả? Ok, 9 đúng không? Ừ, và súng tẻ mà thấy đạn ít quá ha. 30 là 10 rồi. If you want a fighting chance out there, you best tune up your kit. Cái nào vậy ta? Này đi. We're starting to get an idea of your tastes, friend. Where would it? What can I do you for? Prepare nữa. Easy work. Rồi, ok. See you again soon, stranger. Ok. Mong là vậy. Chung là sale mình chia ra ba cái đi. Chứ có gì sai mình sẽ quay lại. Là khó mà đưa quyết định các bạn. Rồi đi lên, đi lên. Rồi xong. Cuộc chiến bắt đầu. Ok. Ôi, cái gì vậy? Đứa nào? Ôi, thằng chết mẹ, mới vô. Mày hiếp anh nè, hiếp anh nè, hiếp anh nè, hiếp anh nè. Ôi trời, ôi trời ơi. Mẹ. Đàn ông vũ phu. Mày là đồ vũ phu. Đừng ăn hiếp phụ nữ chứ. Sơn em xưng nước tay mềm mà. Ôi. Ôi chết mẹ rồi. Bỏ mẹ rồi. Má, chống đạn luôn. Police group hả? Mày hả bưởi? What the... Oh shit thật. Rồi, ok. Holy smoke. What the fuck, man? Cho tôi chút đạn vừa coi. Quang từ. Nãy giờ có đồ grab ở đây mà quên. Đầu óc nó cứ lú lú rồi sao á. À, rồi. Ok, không. Rồi, mày tiêu rồi con. Oh, hụt. Miss me. Miss me. Ôi, nữa hả? What the... Trời ơi. Trời đất ơi. Ủa quên rồi nãy tôi... Trời ơi, tôi lộn nữa rồi. Từ từ xí, cái não chưa định hình kịp. Má ơi. Mày hả bưởi? Rồi chích. Sao mày không nạp đạn đi, không tự động nạp đạn đi. Mày nè. Rồi xong, ngu người. Chết chưa? Chết chưa anh? Má chết rồi, ừ. Má game luôn đẩy chúng ta vô tình huống thật là khó mà. Khó vãi luôn á. Ta lượm đồ ra, lượm đồ. Đừng bao giờ quên cái này nha. Cái đó là những yếu tố cơ bản kinh điển quyết định thành công của chúng ta. Chúng ta không được quên không nhặt đồ. Đấy. Trời ơi, còn đi lên đây được nữa nè. Thế mà nãy không nói tôi biết, tôi bỏ chạy cho nhanh. Ok. 5 viên đúng không? Không, về đủ xài, không cần, không cần nhiều nữa. Ok. Rồi, tới công chuyện với anh. Bình thường mà vậy rồi là sao nữa. Thôi lần sau sẽ nâng cấp cái khẩu kia mới được. À, phải khó nha. Xin lỗi tới trễ. Can you stand? Where's Luis? Luis đâu? He's worried about you. Hồi nãy rồi lắng cho cô tới đến phút chó. Come on, we don't have much time. Let's get rid of these things. For Luis. Vì Luis. Lên. Their most important facilities are housed in their sanctuary at the top of the mountain. That's where I look. Huh. You did the
encyclopedia. Happy to help. Rất vui được anh. Và giờ anh đã nợ tôi rồi đấy. Nãy anh Wesker nó cho anh nhỏ cái gì vậy? Rồi, ngon. Lại nâng cấp. Lại có đồ để nâng rồi đấy. Hello chú. Phải không? Ok. Khoan, từ rồi một viên ấy màu đỏ không? Vậy mua thế, vậy tôi cho đổi đi. Tôi sẽ đổi một viên đỏ này đi. Man mà ổn quá. Cái này có, cái này cũng có hai miếng à. Man, thiệt tình. Game làm khó vậy. Cho tôi mấy viên giới hạn này à. Tôi mà đổi mấy này thấy uổng phí ghê luôn á. Ok, thôi để kể đi. Để coi. Này đúng không? Cái này thì đây. Đó. Đấy, rồi bán. What can I do you for? A deal well struck. Rồi xong, giờ nâng cấp mày lên. Này nâng lên xíu, đúng. Rồi. Này 30 lận. Còn này nữa nè. Này này. Tạm vậy đi. Rồi, ok. Sao trời xác chết nhiều vậy? The fuck? Thiếu đồ rồi. Tiêu rồi. What the fuck, man? Đừng nói tôi tí gặp mấy con kia nha. Rồi. Đó, có cái này là xài được rồi. Hello. Rồi xong, bỏ mẹ luôn. Mày tiêu rồi con ơi. Ok. À, có gọt thang, đúng không? Ổn. Được chưa? Ok, ổn. Giờ tôi thiếu đạn gì ta? Thiếu shotgun nữa. Handgun có rồi. Ok. À cái này. What the fuck. Ok, có sau lưng không vậy? Thấy. Ôi. Cái gì? Trời ơi, giờ này còn đọc chữ nữa. Rồi xong. Đấy, ngon chưa? Lắm. Nói chung là qua cái màn chơi này là phải dùng cái ống nhòm mà nó cảm ứng nhiệt á. Để mình phòng ngừa cái con virus, cái con zombie kia. Rồi phải nhắm vô mấy con virus trên người nó. Không là chết. Đi đâu ta? Ờ, kho báo. Không, hình như nó không có hướng đó. Hello. Đừng qua đi xí à. Ok, lên. Mình nghĩ khúc này căng á. Từ, để tôi gài cái cung to như trước nè. What the fuck. Ôi, mấy con đó hả? Không được rồi. Ôi da. Ơi. Nó bò kìa. Từ từ bình tĩnh đắng nó. Trời ơi, chết mẹ. Ê.
Ừ, đỡ được nó rồi. Cỡ đầu thôi em ơi. What the fuck? Sao khó bắn vậy? Ừ, ra đúng rồi. Trời ơi, hao đạn của tôi quá à. Mấy con mẹ này là mang chán trường quá. Đã nhắm rồi đó mà nó vẫn trượt. Đã nói rồi, ta thân con gái mà run run lắm, tay run lắm. Ok. Trời ơi. Ô đồ. Có ý à, có giật điện tôi chết không vậy? Oh fuck. Doesn't look like I can get through. Má ơi, siêu năng lực hả? Electric Man hay gì vậy? What the fuck? Má ơi, đen tối nha. Trời ơi. À, tôi biết chỗ này rồi. Chỗ con Leon nè. Chỗ con Leon đụng mấy con này nè. Rồi, xong. Cuộc đời thấy có màu đen rồi đó. Tôi còn 5 viên thôi các bạn. Sống sao cho vừa lòng thiên hạ đi. Khoan, giờ lấy giường nào, biết giường nào. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Ê, đừng. Từ từ, chết rồi. Má ơi, đéo kịp luôn á. Ném bom đi. Má thiệt tình luôn á. Thôi chạy đi. Rồi hết đạn rồi còn đâu nữa. Sao ngu vậy? Đâu rồi? Mày đâu? Ray coi. What the fuck. Ôi. What? Mày hả bưởi? Oh no. Oh man, I'm dead. Shotgun. Liên. Mày dai quá. Anh hết đạn rồi, thông cảm đi. Ờ, làm tôi hết đạn luôn á. Thôi chết tôi rồi. Chết mẹ. Trời ơi, cái gì lấy cái miếng này thôi ha. Dại lắm á Kiên ơi, mày dại lắm á. Chơi vậy là dại lắm rồi. Thôi má hết đạn rồi, còn đeo nữa. Chỗ này có cái đéo gì đâu mà đi trời. Vô. Thôi rồi, chết tôi. Má ơi, nãy giờ luôn á. Má tôi tưởng đâu nó sống vậy nữa, thôi tôi nghĩ á. Ok.
Còn gì nữa không? Còn gì chăn trối không Kiên ơi? Mày hết đạn rồi kìa. Thôi rồi, coi như qua qua tập sau rồi có nước là chạy thôi chứ không còn làm được gì hết trơn á. Vậy là còn giờ sao còn làm ăn được gì nữa? Làm ăn được gì nữa? Vậy là chết rồi. Bỏ mẹ rồi. Cái số đen thế là cùng. Rồi, thôi rồi, chết. Chỉ nói chết luôn á. Khoan từ. Anh thấy có nhiệt độ ở đây nha các bạn. Anh có thấy có nhiệt độ ở đây nha. Ok. Mà cũng có xài được đâu. Trời ơi mày liều quá Ida ơi. Cuộc đời mày là thôi màu đen rồi. Bật đèn lên. That was bound to happen. Nghe tối quá. Game chết cha coi map coi. Trời ơi cái đường, nhìn cái đường đi rồi tôi thôi tôi thấy tôi nín thở luôn á. Kiểu này chết không toàn thây các bạn. What 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 cái gì vậy? Cái đéo gì vậy? Oh shit. Trời ơi. What the hell? Tôi còn vài viên thôi các bạn. Trời ơi. Không được, đóng cửa rồi. Rồi xong, mấy game bắt tôi đi đường vòng rồi các bạn ơi. Vậy là ăn cứt rồi. Chết cha. Hello. Hello. Khoan. Không sao. Không có nhiệt độ các bạn, an toàn. Ok. Má thấy có đạn là thấy nghi rồi nha. Cài đạn vô ngay. Không phải xét. Tí là phải nhắm cho chuẩn nữa các bạn. Nhắm thật chuẩn nha. Rồi má anh nghe tiếng rồi đó. Có mùi không ổn ở đây rồi. Ok. What the fuck man. Trời ơi. Cho tôi lưu game coi. Có thể cho tôi lưu game được không? Rồi thôi chết rồi chết rồi. Tôi nghe tiếng rồi. Có bơm không? Không có bơm. Quên. Ôi, ôi, ôi. Đúng rồi. Bắn người chuẩn vô. Đúng rồi. Trời ơi. Hình như vẫn còn các bạn. Kia kìa. À đồ. Con này hơi bị nhiều quá. Má nó thiệt tình luôn á.
thôi, lùi lại, lùi lại, get back, get back. Thôi 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 thôi. Không có gì nói nữa, không có gì nói nữa. Rồi thôi rồi, tôi chỉ còn nhiêu đây thôi các bạn. Cầu nguyện cho tôi nhé, xin hãy cầu nguyện cho tôi. Tuấn, I'm dead. I'm dead, I'm dead. Hãy cầu nguyện cho tôi đi. I'm dead rồi. Leo luôn. Mẹ ơi. Còn nguyên siêu luôn các bạn. Má nó. Chạy. Không có một cách nào khác là chạy thôi. Chạy đi. Đừng quay đầu lại. Đi luôn. Đúng rồi. Đi liền, đi liền, đi liền, đi luôn. What the fuck. Đi 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 đi. Ghê quá. Má game chơi chó ghê luôn á. Má ơi, game gì vậy? What the fuck? Ok, an toàn rồi. Nè. Welcome. Got a selection of good things on sale, stranger. Okay. You're a real professional. Now go and cause. Okay, từ từ. Hồi nãy là con có con mèo đúng không? Con mèo thì sao ta? Ba màu đúng không? Ba màu gì? Con mèo có ba, vậy là ba màu vàng cái gì? Đỏ, xanh, vàng đúng không? Rồi ok. Đỏ. No no. Đỏ. Xanh. What the fuck. Rồi. Một hết ba nè, đúng rồi nè, một hết ba nè, ba màu luôn. Không, tại vì nó cái con này nó khác nè. Hoặc là hai màu đỏ cái hai màu xanh liên tục liên tiếp lên không được, nó chỉ có ba màu thôi. Ừ, nó chỉ có ba cái thì chỉ có hai hướng thôi, một là ba màu đỏ luôn, nhưng mà con này là nó riêng rồi. Rồi rồi ok ok, vậy bán được đúng không, được giá 39.000 luôn kìa. Rồi bán hàng, bây giờ bán hàng rồi, bán hàng nha. Rồi ok, giờ phải nâng cái gì lên, lấy cái gì lên đây trời. Má ơi. A well-tuned weapon can make up for a lack of skill, friend. Lên. Okay. Are you? Our craftsmanship demands no less. Ah, more. Okay. If you want a fighting chance out there, give that the care it deserves, mate. Ok, 30 là hết luôn á. Đéo giỡn đâu. Này 10 nè. Knife needs care every once in a while. Could be the difference between ammo. Chung mấy con này đam mà lên được ngưỡng rồi đó. Rồi ok. Chủ yếu là nhân, chủ yếu là cái đam á. Chủ yếu là nâng cái đam lên. Cái đam là cái quan trọng nhất các bạn. Ok, lên.
Mở cửa. What the fuck? Má đi gặp nhau nữa là vui lắm nha. Hit for the common facility. À mình nghĩ chắc khúc này là hết rồi đó. Ok vậy mình rồi. Ngon rồi. Rồi mình đấu chùm nè. Phải không? Má có súng nhắm luôn. Ngon. Ok. Wesker sao không tham gia chung cho vui? Anh cứ đứng ở ngoài chỉ đạo tôi hoài. Rồi ok. Kiếm thêm đạn ấy nữa. What the fuck? Rồi má khúc này. Khúc này vui đấy. Khúc này là bắn vui đấy. Ok đi. Ok chuẩn bị nha, khúc này khó đó. Là mình sẽ bắn mấy đứa tấn công mình đây nè. Không, súng tỉa để dành. Trời ơi, nó không có té liền đâu. Mình chơi phiên bản, mình chơi mà phiên bản gốc á là mình bắn một phát là đã té rồi. Còn này thấy lâu quá trời không té luôn. Chết mẹ rồi. Chết, đúng rồi. Chết đi. Ok, tận hưởng nha. Ừ, tôi nhìn thấy giấy của anh được không? What the fuck? Ôi, nó cho tẻ luôn hả? Ghê vậy? What the fuck? Mày hả? Mày hả? Ừ, ngon. Sống chưa? Hết chưa? Chắc hết rồi đó, đi. Má đường quá quanh co luôn. Gian chôn dữ à. Not my favorite carnival ride. Vâng. Chuyến đi ám ảnh nhất của đời. Ok, bơm. Có bơm mền là vui rồi. Rồi đó, giờ mình sẽ... Sao ta? Nói chung là cái gì cũng thiếu chân á. Nói chung là cái gì cũng thiếu chân á. Không có gì đủ chân á. Cuộc sống là vậy á. Ok. Lu. Rồi. Welcome, stranger. What can I interest you in? Ờ gì? Well, well. I'll keep a look for items then. Không có gì để mừng hết. Ok thôi, đi. Rồi, xong luôn. Con mẹ chết tôi rồi. Cái gì đây? The area is well guarded. I need to be careful. Ông trời ơi, nó thủ súng quá trời luôn, sao đi? A radio tower. That's where I need to go. Đúng, vậy là phải đi tới cái radio tower đúng không? Sao ngu vậy trời? Né sao ngu vậy? Ủa tự nhiên chị nhảy xuống mà cho nó thấy luôn hả? Có mua mẹo lên chứ. Thôi nãy tôi quên mua bình máu. Ơi tôi mệt mỏi. Không có thương cành thiết ngọc gì hết trơn vậy. What the fuck? Wow. Má vũ phu. Đồ vũ phu. Đúng vậy.
Rồi má, một đám luôn. Ôi, ôi, đâu vậy? What the fuck? Ở đâu nhiều bé? Má tự tự sát luôn hả? Trời ơi. Vậy dữ vậy sao? Má, mày dám chơi dãy danh hả? Dám chơi dãy danh à? Đấy, xử. Rồi má anh nghe tiếng heo rồi đó. Chưa làm được gì hết trơn, nghe tiếng heo rồi không hên rồi. Tiền của tôi nguyền rủa heo ghê luôn á. À, súng đó ha. Ra là vậy sao? Yes. Ê, khoan từ từ. Coi map coi. Bản đồ quá rộng. Vâng, chính xác rồi. Rồi. What, what, what? Ở đâu ra vậy? What the hell? What the hell, man? Tôi đi, hồi tôi bị lẹo đường luôn á các bạn. Khoan khoan từ để tôi coi có đường nào khác không. What the... Không, phút này là hết đường rồi. Vâng. Để anh coi có cái đường gì đi không nè. May hả bưởi. Vâng. Ok, let's go. À, đã chết, còn rên rỉ nữa là sao vậy chú? Ui giời ơi. Ui. Mày ném bơm anh à. Đâu nào ném? Thằng nào? Thằng nào rơi đây coi. Ui, vãi chúa. Ui. Dễ luôn. Má ơi. Hèn quá. Đánh con gái nè. Chơi con gái nè. Đấy. Được luôn. Phải được chứ. À, khúc này hết rồi. Vâng. Đi 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 nào ta. À. Tắt đúng không? Rồi, rồi rồi rồi. Ok ok. Hiểu hiểu. Cái gì nó chạy? Ở đâu ra vậy? Ôi, đâu vậy? Nhanh lên, nhanh lên. What the fuck? Ôi chết 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 chết. Chết tôi. Rồi ăn ăn mìn đi. Ok ok. Oh hello anh. Tuyệt vời tuyệt vời. Trời má ơi. Thôi chết mẹ tôi rồi. Má ngu rồi chứ. What? Tôi có làm gì đâu. Còn một rồi đâu 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 đâu. Mày đâu? Anh chơi đơn giản thôi đây. Let's go. Mày hả bưởi? Đau không? Đau không? Biết đau không? Biết đau không? Tao chỉ hỏi vậy thôi. Không có thương cành tiết ngọc gì hết. Thân con gái của người ta mà mấy chú làm như gì á. Ok. Lập. Đấy, ngon. Đấy. Quá trời đạn luôn. No. Ôi,
Cái đéo vậy? What the fuck? À, phải chờ đi qua đúng không? Rồi. Rồi, let's go. Rồi, 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 đi, đi, đi. Ok, ổn. Rồi, ok, ngưng, ngưng, stop. Trời ơi, cái gì vậy? Nó có qua được, nó qua được. Ha ha ha, mày tiêu. Trời ơi, ngu vậy. Thôi 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 thôi. Từ từ tới gần lên lụm đầu á. Đúng rồi. Hi hi. Ok. Hết nạn. What the fuck man. Guy. Nữa. Đâu vậy? Nhanh lên. Let's go. Lên. Ôi trời ơi, dễ như ăn bánh đó mà. Leon mà qua được đây là nhờ công của tôi đó nha. Ok. Ok, an toàn rồi đó. Thôi bỏ đi. Má giờ đi biết biết đường nào trời. Nó dí mình hơn chó nữa. Xuống đây đúng không? Rồi. Ok, connect device ha. Cái gì mà máu me không vậy? What the fuck? The fuck guy, cái gì vậy? Chỗ này bị sao vậy? Đây phòng thí nghiệm mà đúng không? Ôi. Đây là cơ sở mẹ này đúng không? Chết tôi rồi. Á đồ, mệt dạy. Bố mày có giờ mà biết mở bát là gì đâu. What the fuck? The fuck bát là gì vậy? Hay là tôi phải lên Google tôi coi. Hay là làm sao? Để coi. Password là cái gì trời? Má mới vô game mà thấy khó rồi nha. Street hiding. Làm sao làm sao? À ở đây hả? Vâng 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 trời đất. Ơi vậy đó mà không nói. Rồi 1, 4, 8. Correct. Má vậy đúng luôn hả? Ngon vậy. Something tells me this isn't just a comms facility. Vâng tôi nhìn tôi cũng biết mà. Đâu cần phải nói. Tôi nhìn là tôi cũng thấy nghi rồi. Nơi bị gì vậy? À, nơi này nghiên cứu cái mẫu vật đúng không? Phải tạo cái sinh học nè. Oh man. Thế là căng đấy. Rồi, vậy dưới đây có sinh vật gì không? What the fuck? Uh-oh.
Trời ơi, khủng long hả? Cái gì vậy? What the fuck? What the fuck? Con gì vậy? Cái đồ mới vô là... Trời, xong luôn lên. Quá dữ. Từ từ để tôi định tình hình tâm lý cái coi. Súng nào mới ngon? Rồi, thôi bỏ mẹ rồi. Vậy là còn mỗi cái khẩu này thôi. Hello. Thôi rồi. Rồi, súng lấy tác dụng. Chạy đi. Chạy đi, chạy đi, chạy đi. Chạy đi, chạy đi, trời ơi. Má ơi, vậy là chạy hả? Rồi, thôi rồi. Mày xong rồi. Rồi xong. Man. Chơi sao? What the fuck? À là phá tường đúng không? Má ơi. Chế độ dễ hay chế độ dễ mà vậy á. Nó chế độ khó là ăn cức luôn á. Trời ơi. Trời ơi. Kiên ơi. What the fuck? What the fuck, man? Từ từ lại coi. Thôi đi nha. Thôi đi. Lẹ đi. Nhanh lên, đừng có gà ghê. Đường nào? No, không có đường này. Đây nè, đúng rồi. Trời ơi, vậy mà nãy giờ. Good. Rồi, thôi nha, chúng ta thuộc về nhau nha. Wait, hello. Good nha. Mày, làm gì? Làm gì? Trời ơi. Mày làm cái gì? Trời ơi. Okay, let's go. Má con chuột này, chúng ta hội ngộ liên tục mấy lần rồi. Ok. Từ giờ có 97 viên ấy rồi. Giờ phải grab cái giờ tôi cần phải nâng cấp cái đạn. Ủa sao? À, handgun có rồi không? Rồi, má gặp nhau nữa rồi. Hình như nó đang rình tôi kìa. Rồi xong. Em nghĩa rồi. Má ơi. Hello anh. Hello. Nó có. Ở đủ. Nó biết tôi ở đây luôn á. Đi. Trời ơi, má nó tới. Vậy là thí nghiệm của tụi nó ở đây hả? Rồi vũ khí nào hạ được nó? Cho trường hợp mà toàn thân của nó gọi là full list group như vậy. Trời ơi. Chết cha chưa. Rồi thôi rồi. Con này là Nemesis phải không? Nemesis phiên bản nâng cấp hả? Chạy đi. Tại sao lại? Tại sao phải lúc này? Rồi xong luôn. Vâng. I'm dead. Mấy game khó bãi đáy. Ở đâu, đừng nói tôi về đầu nha. Má, chơi tôi có rảnh tới gì, tôi có rảnh tới mức đó. Má ơi, tôi chán quá, cuộc đời ơi. Thôi rồi. Nhanh lên. 5, 2, 3, 7. Trời đất.
Rồi trời ơi, hên quá. Chạy đi. Sao lại mệ vậy? Tay chân nhanh nhẹn lên. Ôi. Trời ơi, trời ơi. Má ghê quá à. Thôi, nghỉ đi. Cút. Ôi trời. Thế mà cũng gặp nhau được. Rồi sao lại gặp nhau ngay cái thời khắc không quan trọng này chứ? Rồi có đồ để ra ghép nữa rồi đó. Có tiền xài rồi bộ ơi. Rồi xong. Rồi các bạn thấy cái này gì quen không? Trong bộ phim Resident Evil á. Rồi nha, chuẩn bị nha. Bullshit. Bullshit. Rồi má quá quen thuộc luôn. Razor. Ôi trời, trời ơi. Làm sao vậy? À. Mẹ khó nhờ. Trời 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 trời, thiệt hả? Làm sao? Làm sao? Chưa nghe chưa? Ờ, trời ơi, ngon. Trời ơi. Ăn nên dữ à. Hồi vậy là ăn nên dữ chưa? À. Khoan. Không. 4 3 0. This is it. Now, how to connect the device. Cái này làm gì đây? Security disable. Ngắt hệ thống an ninh hả? Sao làm trò đây? I'm at the site injecting into the main terminal. Ok, tôi đã thâm nhập vào địa điểm rồi. You're going to blow up this entire island. Không định cho nổ khu vực này à? Including the president's daughter. Bao gồm có em không sao? Điều đó không làm anh tốt hơn à? There's no room for half measures. The weak exist to serve the strong. Enough talk. Bring me the amber. Giờ ta bảo vật đi. Copy that. On it now. Rồi xong, cô ấy cảm thấy tội lỗi rồi, vì đã làm điều xấu rồi. Louis đã cho nó cái gì vậy? Tôi không bao giờ theo lệnh của anh đâu, Whisker. Đó là cái gì? À, mở cửa hết rồi. Mở cửa hết rồi. Okay. I'm done here. Xong việc ở đây. Dạ, dám cãi lệnh Whisker rồi. Hư quá chị ơi. Chị mạnh mẽ nhưng cũng hư hỏng lắm. Oh. Ôi chết cha. Cái con đó chắc giờ nó tới rồi đó. Má đấu chùm nữa rồi. Cái này là không kinh điển nha. Ơi. What the fuck. Đúng rồi. Đây là cách để tiêu diệt nó nè. Chạy đi. Let's go, let's go, let's go. Oh, đẹp. Woo. Ok, tiếp, tiếp, tiếp. Wow, wow, trời ơi. Oh. Ship, 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 ship. Woo, trời ơi, đẹp quá. Ôi, tuyệt vời. Không mặt trời luôn.
Wow. Quá xuất sắc. Hơn cả phim luôn các bạn. Xử anh thôi, Sadler. Ôi trời ơi. Quá dữ. Xuất sắc. Now, find Leon and Sadler. Tìm Leon thôi. Leon's headed for their sanctuary. I'll meet him there. Yeah, okay, let's go. Why not treat this? Okay. Đánh chú lưu ở giữa đi. Ok. Bờ 5, 4 cái đúng không? File color 1, 2, 3, 4. Thì giờ 1.7 rồi. Sức hơi không được. Con này nó tới vậy là phải sao ta? Được ba đỏ không? Tôi coi thử coi. À, giờ là hai đỏ, hai xanh. Không được. À quên. Tôi chết rồi. À, sao ta? Không được, tại vì nó không có đủ. Nó có hai cái miếng vuông nữa. Trời đất, quỷ thần ơi. Tôi hờn giỏi thế giới. Welcome. Ooh, what you buying? That cash in your pocket or your life? Easy choice, mate. Your weapons are in good hands, mate. What the? I'll see you right. Lực ra tôi phải ưu tiên cái nào trước rồi trời. Red or five? Good as new. Này. We're starting to get pleasant travels. Okay, thôi đi đi luôn nha. Okay, let's go. Khỏi chấp luôn đi. Anh chơi là anh chấp. Chấp tụi bay hơn anh nửa cấp luôn á. Chứ bây giờ có đủ mà xài sao? Mày hả bưởi? Ồ, hay. Ê trời ơi. Trời ơi, thế mà không chuẩn bị trước gì hết trơn á. Ơi. Ơi. Còn gì nữa không? Không, hết rồi. Ôi ơi. Thôi nữa hả? Ok, good. Dễ gì ăn được anh. Không được, khúc này chỗ đông quá. Thôi còn crosser nữa, vậy là tôi không hả nè. What the fuck? Đông quá, đông quá. Ô trời, thiệt tình. Ôi.
Ok. Mấy cái laser này mà trúng là chết nha các bạn. Quá từ. Trời ơi con ngựa hả? Cái con heo này thiệt tình luôn. Ồ. Thế sao? Rồi. May vậy nè, tiêu chưa? Đấy. Đừng có mơ. Đừng mơ mà hiếp được anh nha. Rồi, ok đi. Rồi, let's go. Thôi coi đi đường nào nhỉ? Trời ơi, chết rồi. Run. Trời ơi. Có nón xịn rồi nhá. À đồ, ngón. Đâu. Combo luôn. What the fuck? Đi thế à? Ấy hô, không ơi, không ơi. Trời ơi. Ok, let's go. Được. Ngon đấy. Khoan từ. À, như dưới có báo kìa. Trời ơi. Thế mới cay nghiệp. Ok nha. Rồi tới rồi đó, tới rồi đó. Ok. Let's go. Welcome, stranger. Got a selection, a deal. Trời ơi, trời ơi. A deal well struck. Rồi có còn thiếu các bạn, tôi còn thiếu. Còn thiếu một. Oh, my back is killing me. Years haven't been kind to us, I suppose. Will that be all then? A well-tuned weapon can make up for a lack of skill. Rồi. Chính đúng không? Thôi vậy mình nâng đam luôn đi. Try that on for size. Ok. Lên đam luôn. Đây. Dazzled, are you? Our craftsmanship demands no less. Rồi, ok. Got a selection. Thank you. Do check out my web. Tôi nhớ mà. Đây. Đúng rồi. This again soon. I can hardly contain myself. What the fuck? Ôi trời. Má lại. Trời đất. Rồi ok, let's go. Ổn rồi, ổn rồi.
Má ơi, nguyên rổ tụi bay. Okay, let's go. Join our covenant. Sát lơ kìa. Mình chết rồi. Oh shit. Rồi mày đấu chồng nghĩa hàng đó. Phản đi Leon, phản đi. Rồi xong tới công chuyện luôn. À đù, nó nhả được đạn ra luôn hả? Ghê vậy. Ờ đúng đúng rồi mà, đúng rồi đúng rồi, đúng. Nó có kỹ năng đó mà. Rồi má này nó cấu rồi đó. Xin lỗi, em lỡ chụp anh cấu nha. Hello anh. Xin lỗi vì đã làm anh cấu nha. Rồi mặt chị đơ luôn rồi. Thôi chết cha rồi. Chết mẹ tôi rồi các bạn ơi. Chết mẹ tôi rồi. Sai lầm, sai lầm. Sai lầm đi chọc nhà một kiến lửa rồi. Ôi giời ơi. Ôi 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 ôi. Từ từ. Đây đây. À. Ok, grab đi. Súng nào ngon, súng nào ngon. Sọt kênh đi, sọt kênh đi, sọt kênh, sọt kênh. Ok, lấy cái này đi. Ok. Má mày bắn như chó vậy. Thằng này bắn con người ta không không thương tiếc gì luôn á. Mang tiếng không có miếng gì hết trơn. Ôi, bấm nè. Trời, bấm e rồi mẹ. Rồi, hậu quả không mua đồ nè. Ở cái cây, đúng rồi. Thôi. Gắt mày, gắt mày. Đúng vậy. Lẹ lẹ lẹ, ao ao. Mày á bởi, đừng hòng. Bùm, ơi trời. What the fuck. Từ từ, cái này phải ném mềm cho nó mới được. Ơi có chết cha, trời ơi. Chưa có mua. Rồi xong. Con mẹ nó chết tôi rồi. Xong tôi rồi các bạn ơi. Rồi. Rồi có được bỏ máu không? Đi lẹ. Có được bỏ máu không vậy? Chết cha tôi, chết cha tôi. Run, hit shot. Chết đi. Yes. Hên. Vừa kịp lúc luôn. À, trời ơi. Có hành động dữ. Trời ơi. Chết con mẹ rồi. Quá dữ luôn. Đúng là ninja có khác. Xuất sắc chị ơi. 10 điểm. Không nói nhiều. Control, come in. I have the package. This is gonna be hard to explain at customs. Well done, Ada. Tốt lắm, Ada. You ate immediately. Tiêu quỷ ngay lập tức. Someone is coming to pick you up. À, tiêu quỷ cái thằng đó. Rồi, thôi, bỏ mẹ rồi. I trust everything is fine on your end too. Đen quá. Số bạn quá đen luôn. Ada. Ôi. Rồi chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi.
Sadler! Hư quá. Rồi, hợp sức thôi. Má, nó đỡ đạn như mão giáp vậy. Okay. Xử lý đi anh. Okay, đi on đâu? Đi on đâu? Tôi không nghe, tôi không thấy anh. Leon đâu rồi? Anh ơi. À, Leon ở dưới. Đâu rồi? Ờ không, tôi ở vị trí. À, đây nè. Phụ bắn phụ được. Đéo được. Tôi phải lo giải quyết chuyện trên này nè. Đúng cái tôi cần tìm luôn. Má, tôi đã buôn lậu vũ khí hả? Ok, xử. Một đứa. Ờ, sao nữa? Còn rồi, trước mắt vậy đi. Ở mà cái thằng chết cha, mất phút nữa nổ rồi. Thôi, vậy là không có màn đấu với cao sơ rồi. Uổng quá. Chờ, đứa nào vậy? Tôi chờ rớt cái lửa kìa. Chết cha. Ừ, hên là cho tôi được chút. À, trời ơi, có mà không cho. Ok, rồi chết, còn xíu nữa, chờ xíu thôi à. Rồi, bỏ mẹ rồi. Giết nó đi. Đúng vậy. Xử nó. Rồi xong. Ba mươi bảy. Thằng nào? Thằng nào gáy? Trời ơi, mặt giáp hả? Trời ơi, cha mẹ thiệt tình à. Cái đéo gì vậy trời? Vậy sao đi? Sao đi cha ơi? Sao đi đây chàng? Trời ơi, quỷ thần ơi, vậy sao đi? Rồi xong. Rớt môn luôn. Quên. Ủa là sao trời? Mấy game mà khó hiểu ghê quá. Ủa cái gì vậy? Cái tiếng ghê vậy? Má, mấy nàng đàn ông làm cái tiếng ghê quá. Giống như mấy hàng mấy hàng ghê sợm vậy. Ôi trời ơi. Trời ơi. Vậy là dữ chưa? Rồi. Không được. Ủa ai vậy?
À, chơi ngơi chơi ngu vậy. Ừ, ok rồi. Rồi đây con heo nữa. 2 phút nữa, cố lên. Rồi thôi rồi, ngẫm. Hai từ thôi, ngẫm. Chính xác. Đẻ lên. Trời, giờ này kim cương nữa, tôi sắp phá đảo tới nơi rồi. Hãy coi. Như nào vậy? À. Chết cha, đéo được rồi. Không có gì đủ hết trơn á, quên. Rồi ok. Ôi ơi, gì vậy? Thôi, phá xe hết đạn luôn. Nó chơi riết hết đạn luôn á. Rồi đâu? Ê, giúp Leon đi. Quá mệt mỏi cái đống cứt kìa rồi. Trời ơi, nãy giờ không lo đi, còn đứng nó ngắm nghía. Trời đất quỷ thần ơi. Thì chưa xong nữa. What the fuck man. Hỗn độn quá. 1, 2 phút. Tôi còn 2 phút để chiến đấu thôi. Trời ơi, lại nữa rồi. Thôi, trời ơi. Trần thân đại hải luôn. Thôi mà, làm ơn đi. Chứ tôi phá đảo coi. Trời má, làm vậy là sao chơi. Let's go. Liền đi. Từ bên chính xác. Chết cha, chưa hạ được là ổng cho đi. Ôi, heo kìa. Giết nó, tử đi. Ôi trời. Cay quá. Nhục quá. Rồi ok. Tôi còn bao nhiêu viên? What the fuck, Không được. Giờ phải lấy cái viên đạn kia thôi. Ok. Trời ơi, còn bắn tôi nữa. Ghê quá. Nhanh lên. Nhỏ này nói chuyện sức sượt ghê luôn á. Rồi 51 giây nữa, cuộc đời tôi là chết rồi. Rồi làm gì đây?
Chính xác. Má, tôi hành động dữ à. Chết chưa? Má, một phát ăn nghĩa luôn. Vâng, chính xác rồi. Ada, cô nàng quá gì vậy? Không có gì là riêng tư cả, không có gì cá nhân cả, Leon. Đúng rồi, đừng lo lắng, tôi sẽ lo tốt cho nó. Cô đi không? Chúng ta biết rằng ở đây chúng ta đi hai hướng khác nhau. Làm sao mình đi chung đường được? Cô biết rõ câu trả lời mà. Cô biết nên đi đi. Dễ thương nha. Hẹn lần sau nha anh. Rồi mới là do mặt chuyện chính nè, phải không? Giờ cô sẽ làm gì với nó? Patch me through. Cách nói giúp tôi đi. I've obtained the amber. Tôi đã lấy mẫu vật rồi. Xuất sắc. Just one question. Một câu hỏi thôi. What are you planning to do with this? Anh định làm gì? Tôi không có trả tiền ngươi để trả lời. To know is a new dawn is breaking. 100 will give their lives so that just one may live. I am expediting that change. So we're talking millions of casualties. Billions. How ambitious. Rồi xong, bẻ lái. We're changing course now. Nó nhỏ này ngang ngược nha. Ủa vậy là hết rồi hả? Ủa, mấy tôi tưởng đâu phải có cái màn đấu với Wesker chứ nhỉ? Anh ấy xuất hiện cài cắm chơi thôi á. Khoan, để tôi đợi hết rồi. Nó có cái gì không? Vậy là hết à? À. Ok, qua luôn. Ok. Coi nào. Ôi trời, vậy là hết. Quá tệ đúng không? Chơi lần sau sẽ chơi với độ khó nha. Tôi phải làm gì với cô đây? Vừa gần cho tầm nhắm. Chúng ta có bắn không? Không bắn.
Besides, we have all we need. Chúng ta có cái là cần rồi. We continue as planned. Chúng ta tiếp tục như kế hoạch. À, ông thu được xác của thằng đó rồi. À, ấy con tàu này trong Evil 5 nè. Phải không? Dạ, thằng này ở trên tàu, đâu có đó giờ đâu có ở trên không gian đâu. Rồi, đây là hết. Lưu đi, lưu đi. Thế là hết à? Trời, vậy sao? Ok, thì coi như mình đã hoàn thành tựa game Đại Sinh Evil 4 phiên bản mở rộng với các bạn. Thì nếu các bạn yêu thích tựa game này thì có thể tải trên Steam về chơi nha. Ok, cảm ơn em đã xem video của mình. Hẹn gặp các bạn các lần sau nha. Bye.